Hôm nay, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định tạm giữ tàu chở dầu DO và FO không rõ nguồn gốc để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào đêm ngày 30 tháng 4 tại khu vực biển sắp xanh giữa Hải Phòng và Thái Bình, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã phát hiện tổ chức kiểm tra tàu vỏ sắt mang số hiệu HP5725. Tổ công tác đã phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 12.000 lít dầu DO và khoảng gần 60 tấn dầu FO như không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo lời khai của thuyền trưởng, số dầu này được tàu thu mua trôi nổi từ các tàu trên biển khi đang hành trình về Hải Phòng để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tổ công tác đã lập biên bản ban đầu và dẫn giải phương tiện vi phạm về khu vực bến gót cát hải hải phòng để điều tra xác minh theo quy định